15, nhằm ngày rằm tháng 2 năm Ất Mùi, chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu mùa xuân 3 ngày, và hôm nay là ngày đầu tiên của khóa tu. Đại chúng có được khỏe không? Thưa đại chúng, năm nay khóa tu mùa xuân không có đông như mọi năm, nhưng mà năng lượng cũng đầy đủ, mà chúng ta tu tập đúng giờ giấc tinh chuyên. Hôm nay là ngày rằm theo truyền thống Phật giáo Bắc Tông, thì hôm nay là ngày chúng ta kỷ niệm Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Tuần rồi, ngày mùng 8 tháng 2, chúng ta kỷ niệm ngày Thái tử Sĩ Đạt Ta đi xuất gia. Hồi sáng này chúng ta được cơ hội tụng kinh Đại Bát Niết Bàn để ôn lại cái thời gian mà Đức Phật nhập Niết Bàn. Và mỗi năm vào cái dịp lễ Good Friday thì chúng ta đều có khóa tu mùa xuân. Và năm nay có một ngày rất đặc biệt, đó là ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, cũng là ngày Chúa Giêsu chịu hy sinh trên cây thập giá, cây thánh giá. Đó là một cái điểm rất đặc biệt, trùng hợp, đặc biệt năm nay thôi, không phải năm nào cũng trùng như vậy. Theo như truyền thống Kitô giáo thì hôm nay quý vị phải giữ chay và kiêng ăn thịt, và ăn rất ít, có thể ăn một ngày hai lần, ngoài ra thì bớt sự ăn vặt. Người ta còn gọi cái ngày này là gọi là thứ sáu. Thứ sáu là tuần này, là tuần của thánh, gọi là thứ sáu tuần thánh, và tiếng Việt Nam gọi là ngày thứ sáu tốt lành, tiếng Anh gọi là Good Friday. Đó là theo truyền thống, truyền thuyết, theo lịch sử Chúa Giêsu hy sinh trên thập tự giá, và ba ngày sau Chúa sống dậy. Cho nên ngày thứ hai bên Kitô giáo tổ chức lễ phục sinh, và đặc biệt năm nay là ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn và Chúa Giêsu chịu hy sinh. Theo tín ngưỡng Thiên Chúa giáo, hai vị giáo chủ của hai tôn giáo lớn cùng một ngày. Hồi sáng chúng ta tụng kinh Đại Bát Niết Bàn, và trước khi chúng ta tụng là chúng ta đảnh lễ lịch sử của Đức Phật. Khi mà chúng ta nói Đức Phật là ý của chúng ta muốn nói đến Đức Phật Thích Ca, vị thầy ở trong cõi đời này của chúng ta. Và mỗi năm trong truyền thống Phật giáo Bắc Tông, mỗi lần lễ Phật đản, lễ thành đạo, lễ xuất gia, lễ Niết Bàn thì người ta đều đảnh lễ lịch sử của Ngài, như hồi sáng mình lễ vậy đó. Lễ từ khi Ngài còn là một vị Bồ Tát ở cõi trời Đâu Xuất giáng sinh xuống cõi đời này, lễ cho xuống cho tới khi mà Ngài lưu bố xá lợi. Quý vị nhớ một trong những câu đó không? Ví dụ như câu là A Tỳ Ngục Tốt Sơ Phát Thiện Tâm, ở tận nơi địa ngục A Tỳ thì Ngài lại phát được cái tâm ban đầu, tâm cứu khổ chúng sanh.
Con người mình là vậy đó. Khi nào mình khổ lắm á, thì mình mới thấm thía cái khổ của những người khác, và từ đó chúng ta phát nguyện. Quý vị có nhớ trong kinh Địa Tạng á, Ngài Quang Mục đi xuống cứu mẹ, rồi Bà La Môn Nữ cứu mẹ đó, đi xuống địa ngục thấy địa ngục khổ quá, Ngài phát nguyện, Ngài cứu khổ. Thì thường thường khi mà chúng ta ở trong cảnh nghèo quá, một khi mà chúng ta có tiền của thì chúng ta nhất định chúng ta sẽ giúp đỡ cho người nghèo. Ít có người nào nghĩ rằng thôi tôi nghèo lắm, bây giờ tôi mới được giàu, tôi phải cất để dành, để tôi xài, tôi không cho ai hết. Có, nhưng mà phần ít lắm, phần lớn là thống khổ được cái nghèo của chúng, của những người khác, cho nên phát nguyện cứu khổ. Mình lễ như vậy cho đến khi mình lễ nào là ma da ứng đoạn, thấy được voi trắng sáu ngà dài xuống cho đến khi mà Đức Phật Niết Bàn rồi Lưu Bố Xá Lợi. Đó là cái nghi lễ theo truyền thống Phật giáo Bắc Tông. Mỗi lần kỷ niệm của Ngài, kỷ niệm của Đức Phật Thích Ca, thì chúng ta lễ lịch sử của Phật như thế. Hồi trưa này á, chúng ta tụng kinh Đại Bát Niết Bàn, mà bộ kinh đang ở trước mặt quý vị. Bộ kinh này in tại Việt Nam trọn bộ là 2 quyển. Ở Hoa Kỳ có tái bản 1 lần, chữ to hơn và cái khổ giấy nhỏ hơn chút, cho nên thành ra 3 quyển. Và ở tại tu viện Trúc Lâm của chúng ta, mỗi năm có khóa tu mùa đông, thì cái năm nào khóa tu mùa đông là cái thời gian chúng ta trì kinh. Chỉ có khóa tu mùa hè, khóa tu mùa xuân, khóa tu mùa thu là chúng ta có pháp thoại, có sinh hoạt khác. Còn khóa tu mùa đông đặc biệt là thời gian của chúng ta phần lớn là để trì kinh. Mỗi năm trì 1 bộ kinh. Thì Pháp Hòa nhớ là có 1 năm chúng ta nguyện trì bộ Đại Bát Niết Bàn này. Và thời gian chúng ta trì kinh là 4 ngày. Mỗi ngày từ 8 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm. Và tụng liên tục 4 ngày như vậy để chúng ta tụng trọn bộ kinh. Hôm nay nhân kỷ niệm ngày Đức Phật Niết Bàn thì chúng ta tụng 3 phẩm cuối của bộ kinh. Phẩm Di Giáo, phẩm gì nữa? Ứng Tận Hoàn Nguyên, phẩm Trà Tỳ và Phân Chia Xá Lợi. 4 phẩm cuối của bộ kinh này. Pháp Hòa đã từng giới thiệu bộ kinh này 1 lần. Cái năm mà chúng ta trì kinh này, Pháp Hòa có giới thiệu người dịch và bộ kinh này gồm bao nhiêu phần, vân vân. Và hôm nay vì chúng ta tụng 4 cái phẩm cuối, cho nên Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng một vài điều ở trong này khi chúng ta trì kinh. Hồi sáng này có ai trì kinh mà khóc không? Có không? Nếu mà có thì có nghĩa là hiểu tiếng Việt. Người nào tụng hiểu gì hết, khóc gì hết trơn, mà tụng tiếng Việt chưa rành. Thưa đại chúng, ở trang 671 á, chúng ta hồi sáng chúng ta tụng là phẩm Di Giáo thứ 26. Di giáo là gì? Di tức là để lại, giáo là lời dạy. Người đời thường thường ít có di giáo, mà người đời thường thường là di chúc. Tại vì người ta sợ làm sao? Người ta sợ tài sản chia không đều, con cái quấn lộn. Người ta sợ gia đạo bất an, cho nên ta phải để di chúc. Hoặc là người ta sợ là khi người ta mất rồi không có làm đúng ý nguyện của người ta, thì người ta gọi là di chúc. Nhưng mà đối với Đức Phật, Ngài không có để lại di chúc, mà Ngài để lại cái gì? Di giáo, tức là những lời dạy để lại cho mình. Và đại chúng sẽ thấy ở trong cái phẩm đầu, cái phẩm Di Giáo, những cái câu đầu, Đức Phật nói 1 câu. Đoạn thứ 2: các người nên biết pháp Đại Niết Bàn này là bảo tạng kim cang, thường lạc ngã tịnh, hoàn toàn viên mãn của tất cả chư Phật.
Niết bàn là gì? Cái này mình nói hoài. Niết bàn là một trạng thái khi tâm mình không còn khởi lên những sự buồn phiền đau khổ, khi tâm mình hoàn toàn vắng lặng. Thì ở trong kinh đó, Đức Phật đã nói lên được bốn cái đức của Niết bàn, đó là thường, lạc, ngã, tịnh. Niết bàn có bốn cái tính chất, đó là thường. Thường là sao? Là không có biến đổi. Thường là không có biến đổi. Còn cái niết bàn của mình là có biến đổi. Còn niết bàn của Phật là không biến đổi. Khi nào tâm mình có một niềm an tịnh không biến đổi, đó là thường. Khi nào mà mình có được niềm vui chân thật, thí dụ như mình ăn cơm một mình cũng vui, nhưng mà thường thường nó ăn mình buồn hiu à. Ăn không vô, ăn ra kiếm bạn ăn chung. Cho nên hay rủ bạn lắm, rủ bạn đi ăn, tại ăn một mình buồn, ăn không được. Mình lúc nào cũng phải kiếm người để làm cho mình vui. Ngay cả đi tu, tu mình buồn lắm, tu phải rủ. Không có phải xấu, nhưng mà để cho chúng ta hiểu là cái mà chúng ta thường sống là chúng ta ít sống được với cái lạc. Lạc này là gì? Cái lạc bình lặng của tâm. Ngủ mà ngủ, nếu mà đông người quá, mình lên trời ơi đông người quá, người ngấy kiểu này, người ấy kiểu kia tôi ngủ không được. Nhưng mà hễ có ai trên trời tôi sợ ma quá tôi ngủ không được. Mình thấy mình có thường không? Không có thường. Còn cái người có lạc có thường á, ngủ đông người cũng vậy mà ngủ một mình cũng vậy. Cho nên cái người ta sống vậy ta có niết bàn. Còn mình là muốn niết bàn lắm, nhưng mà mình không có sống với cái chất của niết bàn. Cái chất của niết bàn là cái vui, mà cái vui bình thường. Thí dụ có ngày mình lên Tây Thiên, trời không có gì ăn ở trên á, sáng chiều 6 gói mì đầy đủ, kêu là trú dạ lục thời. Ngày đêm 6 buổi nguyện ngày ăn mì, đêm ăn mì. Đêm ngày 6 thời thường ăn mì, tất cả các thời đều ăn mì. Xin nguyện thầy mua mì đều đặn. Tức là, nhưng mà nếu mình ăn mì mà mình có được niềm vui, thì mình biết rằng hôm nay Tây Thiên không có người, ăn mì cũng hạnh phúc. Mà rồi hôm nào có khóa tu thì đồ ăn tới tấp. Mà nói theo danh từ ngoài đời là ăn gặp mặt luôn á. Nhưng mà lúc đó mình cũng bình an. Cho nên quý vị sẽ thấy cái thí dụ mình đang buồn, trời ơi tôi buồn không sao. Nhưng mà phân tích để chúng ta thấy được, chúng ta ít sống được với cái bản chất của niết bàn. Mặc dù mình rất muốn có niết bàn, nhưng mà mình thường phải có người. Đông mình cũng rên, một mình cũng sợ. Cho nên thấy không, mình không thường. Cho nên niết bàn là thường, lạc, lạc là niềm vui. Còn ngã là gì? Ngã mà trong cái tinh thần của chữ này muốn nói là gì? Đó là sự tự tại. Không phải là freedom, mà liberation. Mình phải làm sao mình tự tại với mọi hoàn cảnh. Mọi hoàn cảnh. Thí dụ như người ta trói mình lại, thì mình cảm thấy là mình bị trói, mình bị tù, mình không có tự do. Cho nên mình mong mỏi có tự do. Cho nên tự do là ở một cái hoàn cảnh. Mình nghĩ sao mình thoát được cái hoàn cảnh là mình kêu tự do. Có một đứa con, mẹ nó siết nó quá, cho nên nó trong đầu của nó lúc nào nó cũng muốn tự do. Một ngày nọ, ba nó bị tai nạn chết, và mẹ nó bị người ta nghi ngờ đem bỏ tù điều tra. Nó ngoài này nó hạnh phúc quá, nó tự do. Mà có bà đi kiếm nó, có bà kêu nó về, nó không về. Từ ngày ba chết, mẹ gặp nạn tới giờ chẳng thấy mặt mũi nó đâu hết. Ngày hôm qua nửa đêm bà con có bà khóc, bà nói bây giờ bà bị
phải giải quyết thế này thế kia, không phải ngồi nói chuyện mà nó bây giờ đã đến lúc bà phải giải quyết như vậy, cách nào khác hơn. Tại vì lâu nay nó đang trông chờ tự do. Thế nên tự do là gì? Tức là mình bị một cái hoàn cảnh nào đó bị bức bách, khổ quá, mình muốn vượt cái hoàn cảnh đó thì kêu tự do. Nhưng mà cái tự tại nó khác. Tự tại là cái người sống ở trong hoàn cảnh bức bách nhưng mà tâm họ không đau khổ với những cái đó. Bây giờ họ biết họ no choice, họ phải làm sao họ sống được với cái đó. Ví dụ như một cái người đi xuất gia, mình ở trong chùa mình đi tu mà mình buồn quá, mình cứ bắt phone mình kiếm bạn nói chuyện hoài, nói trời ngày thường chùa buồn quá không có ai tới chứ. Người như vậy là người không có tự tại. Tự tại là mình sống, mình đã biết mình đi tu là cái chuyện mà tĩnh lặng này mới là cái chuyện của mình nè. Còn cái chuyện mà rần rần trong người là năm thi mười họa mới có một chuyện. Rồi mình nghĩ rằng mình đi tu là cái người mình phải sung sướng, nghĩa là sáng tụng kinh, chiều tụng kệ, rồi cái là ai làm hương sẵn mình xuống mình đen đen cúng dường thanh tịnh pháp thân rồi mình ăn vậy đó. Còn đi làm ở trong chùa rửa chén quét nhà xúc tiết lặt rau nấu cơm cực quá, cho nên tu mà khổ đau lắm. Cho nên cạo đầu rất dễ, khó cạo tâm. Cạo đầu rất dễ, khó cạo tâm. Cạo tới cạo lui tật một tầng. Tức là mình muốn đi tu nhưng mình không sống được với cái chất lượng, chất liệu của người đi tu. Thành thử ra người như vậy thì chỉ muốn có tự do thôi. Tức là tôi muốn đi đâu đi, thầy đừng nói tới tôi. Tôi muốn làm gì làm, tôi muốn ăn gì ăn, tôi muốn tụng kinh tôi tụng, tôi muốn ngủ tôi ngủ, đừng đụng tới tôi để cho tôi có tự do. Người đó tại do thấy bị ràng buộc. Còn người mà người ta biết mình tu thì đây là những cái điều mà người tu phải thực hiện trong đời sống hàng ngày. Cho nên tự tại. Quý vị thấy là có những ngày mình bận đó là không còn một cái chỗ hở, nhưng mà không có bực bội, không có khổ gì hết. Tại vì đó là cái chuyện của người tu. Cái đó gọi là ngã. Ngã tức là một sự tự tại ở nội tâm của mình. Có một hay đọc cái bài thơ Vuốt Râu của một hòa thượng bị tù mà không có dao cạo tóc. Rồi người ta đâu có cho đem cái gì vô trong tù để cho ngài cạo tóc cạo râu đâu. Thì tóc râu ngày một dài ra. Và ngài làm một bài thơ mà có bài hay đọc cho đại chúng nghe. Trên đời quý nhất có bộ râu, khi buồn ta vuốt để giải sầu. Râu ta nào phải đâu râu cọp, khi buồn ta vuốt có sao đâu. Đó là tự tại. Và đó là ngã. Thường, lạc, ngã. Tỉnh là gì? Là sự vắng lặng. Sự vắng lặng đó chính là lạc của mình. Sự vắng lặng đó là thường của mình. Sự vắng lặng đó là ngã của mình. Cho nên chữ tỉnh đó, nó là nó có ba cái chất liệu phía trước là thường, lạc, ngã. Tại vì nếu mình có được cái tỉnh là cái chuyện thường. Ví dụ như bây giờ ở đây mỗi tuần ngày thứ năm thầy Đức Tạng phải lo lớp thiền cho người Mỹ ở đây. Có nhiều bữa có qua bận quá đâu có lên được. Thầy Đức Tạng một mình lái xe lên đây, mở chùa hướng dẫn người phương Tây tu. Tu xong rồi thầy ngủ trên này mình. Có khi thầy ở trên này cả tuần lễ. Không thầy Đức Tạng thì thầy Tịnh Tạng lên. Mà hai thầy ở một mình thắp nhang mỗi ngày tối, ngày thường tụng kinh. Thứ năm thì hướng dẫn cho người Mỹ tu. Không có bao giờ gọi xuống thầy ơi con sợ ma quá, thì nói chuyện với con cho con ngủ. Khi đông thì mình rên, mà khi một mình cũng sợ. Đó.
Cho nên Đức Phật nói các người nên biết pháp đại niết bàn này là bảo tạng kim cang thường lạc nhã tịnh, hoàn toàn viên mãn của tất cả chư Phật. Tất cả chư Phật đều sống trong niết bàn này, mà niết bàn này là gì? Là thường lạc ngã tịnh. Khi nào mình có được thường lạc ngã tịnh là mình có niết bàn. Và trang 672 bây giờ di giáo đây, quý vị nghe lời dạy để lại của Phật. Phật bảo A Nan, lúc ta chưa thành Phật thị hiện vào trong pháp ngoại đạo của Úc Đồ Lam Phất tu học tứ thiền bát định. Từ khi ta thành Phật đến nay, bác bỏ những pháp ấy, quyến dụ lần lần các phái ngoại đạo, cuối cùng đến ông tu Bạc Đà La, cho họ đều vào Phật đạo. Đức Như Lai dùng thuốc đại trí đốt tràn tà kiến, như đem lá cỏ khô ném vào trong ngọn lửa lớn. Đại trí của Phật cũng giống như một ngọn lửa lớn, còn những cái tà pháp nó giống như là lá cỏ khô thôi, cháy rụi lẹ lắm. Và thưa đại chúng, ngoại đạo là gì? Quý vị đừng có làm là ai không cùng đạo với mình kêu ngoại đạo nha. Ngoại đạo theo tinh thần của đạo Phật là gì? Ai mà sống ngược lại với cái tâm của mình là ngoại đạo. Đạo Phật không có bao giờ có cái tâm muốn chỉ trích ai, gọi ai là ôi à du không theo mi, du là ngoại đạo, du là tà, không có. Đạo Phật không có ý đó. Mà cái chữ ngoại đạo của Đức Phật muốn nói đây là khi người mà sống không đúng với chánh pháp đều là ngoại đạo hết. Có nhiều khi mình ở trong Phật pháp mà nhiều khi mình làm việc không đúng, có là ngoại đạo nữa. Ví dụ như Đức Đạo Phật không có chủ trương là tối ngày cứ ông lên bà xuống, người này dựa người kia nhập. Mặc dù có thì mình giúp, chứ còn mình không có chủ trương đi truyền bá cái đó. Đạo Phật tu để giải thoát chứ đâu phải để làm mấy cái đó. Cho nên không khéo mình nói hồi cái mình nói cái chặt không đúng của Phật. Đạo Phật đâu có chủ trương nói cái đó. Đạo Phật chủ trương là nói cái pháp cho mình tu. Thí dụ như nãy quý vị đọc kinh Niết Bàn, quý vị có nhớ không? Đức Phật ra đời nói tứ diệu đế. Người nào thấy được tứ diệu đế là người đó thoát khổ. Hồi nãy quý vị đọc kinh, quý vị có để ý cái đoạn đó, quý vị sẽ thấy. Này A Nan, những người dòng Thích Ca, ta rất lo nghĩ đến họ. Sau khi ta nhập Niết Bàn, ông phải siêng năng đem điều lành răn dạy hàng quyến thuộc của ta, hết lòng dạy dỗ cho họ được diệu pháp, chứ để họ phóng dật tán tâm chơi bời và theo tà pháp. Người chưa thoát khỏi sự thống khổ trong ba cõi phải sớm cầu giải thoát, phải lo sợ chúng ngũ trược ái dục này. Một khi mất thân người rất khó được lại, trọn đời phải thường soi xét, khó lấy tình để cầu thoát quỷ vô thường. Đó là lời dạy của Phật. Di giáo tức là Phật để lại cái lời dạy. Dòng họ của tôi họ ham chơi lắm. Thầy A Nan ơi, khi tôi mất rồi để ý họ một chút. Cũng giống như bây giờ mình lên mình gặp thầy, thầy ơi, con của con nó ham chơi lắm, khi nào con đi rồi thầy nhớ lâu lâu alo nó một tiếng. Phải lo sợ chúng ngũ trược. Ngũ trược là gì? Cõi đời ô nhiễm bởi năm thứ: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Mình học kinh Di Đà rồi đó. Một khi mất thân người rất khó được lại. Câu này hồi sáng mình có nghe rồi phải không? Phải trọn đời thường soi xét. Cái câu này hay nè. Khó lấy tình để cầu thoát khỏi quỷ vô thường. Không có lấy tình cảm mà năn nỉ quỷ vô thường. I love you. Cho tôi ở lại thêm vài bữa nữa. Không có. Giống như là hôm nay trong khóa tu có một cô ở xa đến rồi bị bệnh. Cho nên cái bệnh nó đâu có từ ai. Nó đâu có nói thôi lâu lâu chị qua đây tu có 3 ngày để tôi tha chị tu cho 3 ngày. Bệnh nó tới thăm, nó tới viếng là chịu thôi. Không có lấy tình cảm mà đút lót được quỷ vô thường.
phải thương xót chúng sanh, chớ giết hại dầu là côn trùng nhỏ nhất. Thân nghiệp thanh tịnh thường sanh cõi tốt đẹp, khẩu nghiệp thanh tịnh xa lìa những lỗi ác. Con người mình sống thân nghiệp khẩu nghiệp nhiều quá cho nên Phật nhắc, ai muốn sanh cõi lành thì nhớ thân nghiệp phải thanh tịnh. Thân nghiệp là gì? Đừng sát sanh, đừng trộm cắp, đừng tà hạnh. Khẩu nghiệp thì làm gì? Đừng nói dối, đừng nói lưỡi hai chiều, đừng nói lời thô ác, đừng nói lời vô ích. Chớ ăn thịt, chớ uống rượu. Mà nếu có mình thời Phật và Phật phẩy một cái được Phật thêm bia, thuốc lá. Điều phục con rắn tâm cho nó vào đạo quả. Trong kinh Niết Bàn á, Đức Phật có ví dụ là có một ông chủ có một cái giỏ có bốn con rắn. Và bốn con rắn này thường xuyên cắn nhau, cũng trong kinh này Phật đưa cái ví dụ đó. Và cái giỏ đó là cái thân của mình. Bốn con rắn đó là đất, nước, gió, lửa, nó thường xuyên nó cắn mình. Hồi nãy mới vừa ra tới cửa cái con rắn sợ lạnh nó rút vô. Tại vì bốn con rắn ở trong người mình, mà hễ mà con rắn lửa mà nó yếu á, thì nó bị con rắn nước nó lấn cho cảm lạnh, có phải không? Cho nên mình là một ông chủ có một cái giỏ, ở trong giỏ đó nó có bốn con rắn mà nó thường xuyên cắn nhau. Trong kinh Niết Bàn nói như vậy. Cho nên đối với Phó Hòa thích kinh Niết Bàn lắm, bộ này nè Phó Hòa thích lắm. Trong phòng của Phó Hòa để bộ lâu lâu tối buồn buồn mà rút ra một cuốn cái lật đoạn đọc. Đoạn nào cũng hay, mà đọc xong kỳ này thấm thía, lần này lần sau đọc lại thấm thía kiểu khác. Hãy điều phục con rắn tâm. Con rắn tâm tức là con rắn này nó có độc. Đức Phật nói trong bài kinh, nó có những con rắn có độc, có những con rắn không có độc. Những con rắn có độc là gì? Nói ra chết người. Còn có những con rắn á, nó nói vậy mà cái tâm nó không độc. Cho nên ở đây Đức Phật nói thân nghiệp, thân khẩu ý, mà Đức Phật nói tâm là con rắn độc. Phải suy nghĩ kỹ nghiệp nhân thiện ác, cảm báo tốt xấu, nhân quả trong ba đời tuần hoàn chẳng mất, như bóng theo hình, đời này luống qua, về sau ăn năn không kịp. Câu đó là câu kết cùng. Và Đức Phật nói giờ Niết Bàn đã đến, ta tóm tắt dạy bảo như vậy. Thương Phật không? Hơi thở thiều thào rồi mà còn nói như vậy. Còn mình bây giờ thiều thào, nhưng con nhớ để cái hột xoàn lại cho đứa út nó giữ, con đừng có bán cái đó nghe con. Mình sợ lắm, cho nên mình di chúc không. Cầu Phật di giám. Cái câu đó, phải suy nghĩ kỹ nghiệp nhân thiện ác, cảm báo tốt xấu. Cho nên hồi sáng mình đọc ha, năm điều quán tưởng mỗi ngày nè. Năm điều đó là gì? Tôi thế nào cũng phải già, tôi không thể nào tránh khỏi được cái già. Tôi thế nào cũng phải bệnh, tôi không thể nào tránh được cái bệnh. Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh được khỏi sự chết. Tôi thế nào rồi cũng xa lìa những người thân yêu của tôi, những của cải của tôi không thể nào sống hoài với người thân và ôm của cải được. Bốn là cái cuối cùng, rồi tôi chỉ được mang theo một thứ thôi, đó là nghiệp lành hay nghiệp dữ. Năm điều quán nguyện mỗi ngày. Giờ Niết Bàn đã đến, ta tóm tắt dạy bảo như vậy. Bây giờ quý vị nghe đoạn kế. Lúc đó Ngài A Nậu Lâu Đà an ủi A Nan rằng, đâu nên quá sầu khổ như vậy, đã đến giờ Đức Như Lai nhập Niết Bàn. Ngày nay dầu có Phật, sáng mai thời đã không. Hồi sáng mà đọc tới cái câu này là nước mắt ràn rụa. Ngày nay dầu có Phật, sáng mai đã thời đã không. Ông y theo lời tôi để thưa hỏi Đức Như Lai. Ông là ông khóc không à? Ông có hỏi cái chuyện cần hỏi Ngài A Nậu Lâu Đà quở Ngài A Nan.
Bây giờ ông làm ơn đi lên gặp Đức Phật, ông hỏi giùm tôi bốn chuyện coi. Chuyện thứ nhất, sau khi Phật nhập Niết Bàn, lục quần tỳ kheo làm việc ô tha gia cùng sa đạt ác tánh, các tỳ kheo làm thế nào để cùng họ cộng trụ và chỉ dạy cho họ? Quý vị biết lục quần tỳ kheo á, là một cái nhóm tỳ kheo gồm có 6 người, trong đó có những cái vị Ca Lu Đà Di, Sa Đạt, Mã Túc, Mãn Túc, Nang Đà, Bạc Nang Đà, gom thành một nhóm chuyên môn làm chuyện bất chánh. Cho nên họ thành một nhóm gọi là lục quần tỳ kheo. Lục là 6, quần là một đoàn thể. Các vị nào học giới tỳ kheo là biết cái này hết á. Tại vì 6 vị này á là thường làm những điều sai trái, rồi nhân đó Phật mới chế giới. Cho nên với cái con mắt đại thừa mà nhìn á, thì các vị là nói rằng các ông này là Bồ Tát thị hiện để làm cái cảnh nghịch cho Phật chế giới. Nhưng mà bây giờ mình nói theo lịch sử thôi, thì 6 cái ông này quậy quá, trong đó có ông Sa Nạc. Quý vị biết Sa Nạc á là người nào? Là cái người cận thần mà hầu thái tử từ hồi nhỏ đến khi mà ngài đi tu, ngài dẫn theo Sa Đạt. Sau này Sa Đạt đi tu, nhưng mà Sa Đạt không có thành công, tại vì Sa Đạt ỷ mình là người hầu của thái tử từ hồi còn trẻ. Trời ơi, mấy bà mới biết ổng đây, tôi theo ổng từ nhỏ kìa. Câu này nghe quen lắm đó. Tôi mới là người hiểu ổng nhất nè, ổng ăn gì tôi biết nè, ổng uống gì tôi biết nè, giờ nào ổng ở chùa tôi biết luôn. Tại sao thì mình gần nhất. Cho nên ông Sa Nạc cũng có cái bệnh. Trong lục quần tỳ kheo có những người Nang Đà, Bạc Nang Đà, Ca Lu Đà Di, Sa Nạc, Mã Túc, Mãn Túc, 6 người. Bây giờ cái việc ô tha gia là gì? Tức là một cái phạm lỗi ô nhiễm, làm ô nhiễm hoang ố với những người khác. Lục quần tỳ kheo làm việc ô tha gia cùng Sa Nạc ác tánh, các tỳ kheo làm thế nào để cùng họ cộng trụ và chỉ dạy? Tức là bây giờ họ quậy quá rồi, có Phật thì tụi con còn đỡ khổ, chứ không Phật thì sao con sống với họ đây? Chút xíu Phật dạy. Điều thứ hai hỏi Phật dùm tôi: Đức Như Lai còn, thời dùng Phật làm thầy, Đức Như Lai diệt độ rồi, lấy gì để làm thầy? Điều thứ ba: lúc còn Phật, nương nơi Phật mà trụ, Như Lai đã diệt độ, nương gì để trụ? Sau khi Phật diệt độ, lúc kết tập tạng, pháp tạng, đầu các kinh phải để những lời gì? Đó là 4 câu hỏi mà Ngài A Nậu Lâu Đà nói với lại Ngài A Nan đi lên hỏi Phật dùm. Bây giờ Phật giải thích. Quý vị mở trang 674, đoạn thứ 3. Bây giờ Đức Phật giải thích: sau khi Phật nhập Niết Bàn, tỳ kheo Sa Đạt tâm tánh sẽ lần lần điều phục, nhu hòa, bỏ ác tánh cũ. Đó là Phật giải thích. Dài lắm, nhưng mình chỉ nói một đoạn đó thôi. Rồi Đức Phật nói thứ hai: này A Nan, ông hỏi sau khi Phật diệt độ lấy gì làm thầy? Ông nên biết giới Ba La Đề Mộc So là đại sư của các ông, nương theo đó tu hành, thời có thể được định huệ xuất thế. Trang 676 đó. Đó là Đức Phật trả lời câu hỏi thứ hai. Đoạn thứ nhì đó: này A Nan, ông hỏi sau khi Phật diệt độ lấy gì làm thầy? Nên biết giới Ba La Đề Mộc So là đại sư của các ông, nương theo đó tu hành, thời có thể định huệ xuất thế. Cái câu này á, trong các cái giới đàn hay để lắm. Giới luật còn, đạo pháp còn, giới luật mất, đạo pháp mất. Ở bên Việt Nam mấy cái giới đàn hay để câu này lắm. Có chỗ thì để gọi là dĩ giới vi sư. Dĩ giới vi sư là lấy giới làm thầy. Lấy giới làm thầy gọi là dĩ giới vi sư.
Điều thứ ba, này A Nan, ông hỏi sau khi Phật nhập Niết Bàn nương gì để trụ? Phải nương pháp tứ niệm xứ mà trụ. Hồi sáng có một Phật tử quy y đó, ông là pháp danh là từ xứ, tức là cái nơi chốn. Ông Phật có nhắc tới cái này. Điều thứ tư, này A Nan, sau khi Như Lai diệt độ, lúc kết tập tạng pháp, pháp tạng tất cả kinh nên để như vậy, như thị ngã văn nhất thời Phật trụ mổ, phương mổ xứ cùng hàng tứ chúng mà nói kinh này. Cái câu này quý vị thường nghe phải không? Như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc, kỳ thọ cấp cô độc viên, giữ đại tỳ kheo tăng, mở đầu kinh nào cũng nói câu này hết. Tức là Phật nói rằng sau khi Phật mất rồi, ở trong kinh điển nên mở lời bằng những câu này để xác định đây là kinh của Phật nói. Nhưng mà nói như vậy thì bây giờ người ta ngụy kinh, người ta nói cũng được vậy. Dĩ nhiên mình phải có con mắt trạch pháp, tức là mở đầu kinh nghe câu đó, nhưng mà mình đọc sao nữa, phải có nội dung nữa, phải có nội dung kinh chứ đâu phải mở ra cuốn nào cái mở đọc bốn câu thôi. Như thị ngã văn dứt thổ, kinh này của Phật cất vô tủ. Cũng giống như cái ông đó, ông đau bụng quá, ông đi gặp thầy thuốc, nói thầy ơi con đau bụng quá, sao mà thầy trị cho con hết đau bụng. Ông thầy nói để tôi mở sổ trị bệnh, tôi coi làm sao trị bệnh. Ông mở ra ông đọc cái trang cuối nè, người đau bụng uống nhân sâm. Ông đọc tới đó thôi, ông kết thúc câu đó liền, đau bụng uống nhân sâm, chế sâm cho người đó uống, uống xong người đó chết. Chạy lên mắng vốn ông thầy, trời ơi thầy cho uống kiểu gì mà đau bụng uống nhân sâm. Tôi rõ ràng không tin, tôi mở sách cho coi. Kỳ này ông đọc đau bụng uống nhân sâm, hết trang lật qua thì chết. Hai chữ thì chết nằm trang sau cũng coi. Đau bụng uống nhân sâm, cho nên đừng có cho thân nguyện uống nhân sâm. Sở dĩ mà mình nói là bởi vì di giáo, tức là mình muốn biết di giáo, tức là Phật để cái gì. Pháp Hòa lược lại cái ý cho đại chúng hiểu thêm vậy đó. Bây giờ quý vị mở trang 678. Đoạn cuối. Này A Nan, nếu thấy xá lợi của Như Lai, thời là thấy Phật. Thấy Phật là thấy Pháp, thấy Pháp là thấy Tăng, thấy Tăng là thấy Niết Bàn. Thấy câu đó không? Tại sao thấy Phật, thấy Pháp, thấy Pháp, thấy Tăng, thấy Tăng, thấy Niết Bàn? Bởi vì ở trong Tăng đó, nó có chất giác ngộ, nó có chất từ bi trí tuệ của Pháp. Cho nên mỗi người chúng ta, mỗi người chúng ta là Tăng. Nếu chúng ta thấy có Phật trong mình, thấy có Pháp trong mình, thì tự nhiên chúng ta là một người Tăng. Tại vì Tăng là gì? Tăng là người sống thanh tịnh, hòa hợp với tất cả mọi sự, mọi vật xung quanh. Mà nếu mà người sống được như vậy thì có phải là người sống với Niết Bàn không? Người sống như vậy là người sống với Niết Bàn thì đúng như lời Phật nói thôi. Thấy Phật là thấy Pháp, thấy Pháp là thấy Tăng, thấy Tăng là thấy Niết Bàn. Có một ví dụ như này. Ví dụ bây giờ mấy Phật tử ở xa, quý vị ở xa, quý vị có thể lễ Phật được không? Được, không nhất thiết có tới lễ ông Phật này, phải không? Rồi quý vị ở xa, quý vị có thể mà gọi là nghe Pháp ở trên mạng được không? Được. Nhưng mà nếu mà quý vị về đây là quý vị cầu cái gì? Cầu cái sống. Cho nên quý vị mà tới đây mà mình đối đãi như thế nào, mình tiếp xử như thế nào, thì để cho người ta tới đây, ta ở đây 3 ngày mà người ta nói trời ơi, ở đây vui quá, 3 ngày tu mà sao nó mau quá. Đó là người ta có Niết Bàn. Tức là mình cho người ta thấy được cái bản chất của Tăng, của Niết Bàn. Còn mình làm mà sao đó nói trời ơi tôi trông cho tới ngày về lẻ đi Chủ Nhật mà sao bữa nay mới thứ sáu mà. Người ta không mua vé, lúc đầu ta qua thứ sáu, thứ bảy, Chủ Nhật. Người ta nói trời ba ngày mau quá ha. Nhưng mà tới đây mới vừa vô cái dội
Dội xong thì ta thấy sao? Ta không thấy có niết bàn nữa. Cái chuyện Phật Pháp là ở đâu ta cũng có rồi. Cái quan trọng là làm sao người ta về đây, người ta thấy được cái chất của Tăng. Mà thấy được cái chất của Tăng, mà tại sao người đó sống được như vậy? Tại vì người đó có Phật, có Pháp. Trời, câu này nó thấm thía mà nó hay lắm. Bây giờ cái một cái vị Phật tử đó, ta mở miệng ra ta nói biết câu này không có Phật, không có Pháp. Nhưng mà nếu một câu hoan hỷ, độ lượng, từ tốn, cô này có thấm Phật, thấm Pháp, thì vị này là Tăng. Và vị này đang cung hiến Niết Bàn. Mà xá lợi là gì? Xá lợi là gì? Xá lợi là dịch ra tiếng Trung Hoa là linh cốt. Tức là cái tinh ba. Nếu mình hiểu theo đơn giản, tinh ba sau khi mình mất rồi, đem đi thiêu với một bộ lửa nóng, thì tất cả những cái gì trong người mình nó biến sức thành một cái viên ngọc cứng mà bất hoại. Mình tu sao mình thành xá lợi vậy đó. Chứ đừng có đợi tới chết rồi thiêu ra rồi khều khều gấp gấp rủi lỡ liệm sâu chuỗi hay cái gì đó rồi. Bởi người nào cũng như thiêu tôi dặn rồi, nửa tôi chết để sâu chuỗi đá. Chuỗi gì mà đốt ra cho nó một cục ngắt vậy đó, kêu xá lợi. Đừng có chờ đợi chết kiếm cái xá lợi đó, mà mình phải làm sao mình sống trong từng giây phút này mình có cái xá lợi. Không có, nó nhỏ thôi. Xá lợi đó là gì? Chị hoan hỷ làm giùm tôi cái này, nó nhỏ lắm mà người ta làm chết bỏ luôn, không cần. Ê, làm này coi, cũng câu đó mà nó bự quá. Còn câu kia, chị hoan hỷ làm giùm tôi này, người ta không biết. Mình thì mình chỉ, mình nhờ, chỉ một chút đó thôi, một cái xá lợi nhỏ đó thôi, mà nó thấy Phật. Thấy xá lợi là thấy Phật, thấy Phật là thấy Pháp, thấy Pháp là thấy Tăng, thấy Tăng là thấy Niết Bàn. Chỉ cần mình nhìn người đó hành xử là biết người đó có Phật có Pháp không. Mà nếu mà có Phật có Pháp là nhất định người đó phải sống hòa thuận, cởi mở, vui vẻ. Chứ cách nào người sống bằng có chất Phật, chất Pháp mà làm nghịch được hết. Cho nên mỗi hành xử mình là Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn là xá lợi, mà xá lợi là Niết Bàn. Cái tấm mình có được sự an lạc. Tụng kinh phải tụng như vậy, tụng từng lời, từng chữ của Phật như vậy. Trang 679, Phật nói khi ta nhập Niết Bàn rồi, đại chúng nên y theo phương pháp trà tì chuyển luân thánh vương. Rồi sau đó các vị mới hỏi trà tì theo chuyển luân thánh vương là trà tì sao đó. Qua trang 681, đại chúng nghe câu này. Đoạn thứ nhì, Đức Phật nói một câu đơn giản thôi. Duyên giáo hóa thế gian đã xong, ta vì chúng sanh nên hôm nay thị hiện nhập Niết Bàn. Vì muốn cho chúng sanh khắp được cúng dường, nên ta theo pháp thế gian như vô chuyển luân mà tận tán cùng trà tỳ. Đức Phật vì chúng sanh mà thể hiện bình thường như chúng sanh vậy đó. Cho nên Phật, chúng ta gọi Phật là Như Lai, phải không? Như Lai là sao? Đi đến như thế nào rồi đi cũng như thế. Ví dụ như mình là con người, mình đến sao? Đến trong một cái bào thai, rồi sinh ra, rồi bú, rồi lớn lên, rồi ăn uống, đi học gì gì đó, rồi cũng có gia đình, rồi sao nữa, đi học, rồi cái kiếm tiền sống chết. Kiểu của mình sống vậy đó. Rồi Phật cũng như thế, Phật cũng giống y như mình vậy đó. Nhưng mà Phật đem theo gói bột nem. Mà cái gói bột nem của Phật là gì? Đó là chánh niệm. Mình cũng ăn mà ăn không có chánh niệm. Mình cũng uống ngủ không có chánh niệm. Mình cũng nói mà nói không có chánh niệm. Mình cũng hành xử mà không có hành xử chánh niệm. Còn Phật
nói năng ăn uống hành xử y như mình nhưng Phật có chánh niệm. Tức là Phật nói ra điều gì á, Phật kỹ càng trước khi nói. Tại vì Phật sợ nói người ta buồn, nói người ta khổ. Còn mình không có khe. Phật là một ông vua, thái tử là làm vua gì vậy mà bỏ hết để làm cái người ăn xin. Đáng lý mà Phật mà con vua là phải chết ở trong cung vàng điện ngọc, còn không sắp mất cái thôi giờ Phật lớn tuổi quá, trong rừng trong rậm tội nghiệp thôi, chở Phật về hoàng cung đi, không cho Phật mất ở trong hoàng cung cho nó ấm cúng. Mà không. Rồi đại chúng, hôm nào quý vị ngồi, quý vị nhìn là hình ảnh Đức Phật, quý vị sẽ thấy Đức Phật của chúng ta từ khi sanh cho đến lúc mất ở trong rừng không, tiếp xúc với thiên nhiên. Nè, sanh ở đâu? Làm tỳ ni lại trong vườn chứ gì nữa. Tu ở đâu? Tu trong rừng, trong núi. Thành đạo dưới gốc gì? Gốc Bồ Đề. Rồi lúc chuyển pháp luân chuyển ở đâu? Vườn Lộc Uyển. Lúc nói pháp vườn Lộc Uyển. Rồi khi mà cất tịnh xá cất ở đâu? Cất ở rừng, ở trúc lâm, ở trên núi. Đúng rồi. Ai mà đi chùa trúc lâm mà không biết chùa Trúc Lâm là ngôi chùa đầu tiên thời Phật. Khi mà Đức Phật thành đạo rồi, Ngài chưa lập chùa, Ngài vẫn cùng chư Tăng ở trong rừng. Đến khi vua Tần Bà Sa La nói với Phật rằng á, bây giờ Phật đâm đệ tử phải có nơi chốn, Phật phải nên lập nơi chốn, thì lúc đó Phật mới nhận lời lập chùa. Và Ngài nói với Ngài Xá Lợi Phất rằng thầy nên tìm một cái nơi nào đừng quá xa thành phố mà cũng đừng quá gần thành phố. Và trong cái khu đất đó đi tìm đi, chỗ nào có là ông vua cúng. Lúc đó Ngài Xá Lợi Phất tìm được cái khu rừng trúc ở ngoại thành một chút và lập nên tịnh xá đầu tiên thời Phật, đặt tên là Trúc Lâm. Đó là cái tịnh xá đầu tiên của Phật. Duyên giáo hóa đã xong. Ngài đến như thế nào thì Ngài đi như thế. Cho nên Ngài đến cũng như mình và Ngài đi cũng sẽ như mình. Rồi Ngài cũng nhắm mắt, rồi Ngài đi nhẹ nhàng vậy đó. Đó là cái phẩm phẩm di giáo. Bây giờ đại chúng lật qua trang 689. Phẩm ứng tận hoàng nguyên. Chữ hoàng hay chữ hoàng cũng được. Bây giờ mình giải thích cái tựa này một chút. Mấy phẩm kia dễ hiểu chứ phẩm này cái tựa hơi khó hiểu. Ứng là gì? Đây muốn nói đến cái ứng thân của Phật. Bởi vì Đức Phật có ba thân. Cái thân hiện hữu này là báo thân. Cái thân mình đang có đây là báo thân. Cái chữ báo là gì? Tức là cái quả báo mà chúng ta nhận cái thân này, thân quả báo của đời này. Rồi cái thân thứ hai là gì? Là ứng thân, tức là cái thân có thể ứng khắp mọi nơi. Còn pháp thân là cái thân Phật Pháp, cái thân thường hằng bất biến. Phong vào ví dụ là mình có cái báo thân nè, rồi bây giờ mình bước ra cửa mình thấy tuyết nhiều quá thì mình cầm cái xúc tuyết lên mình ứng thân làm người xúc tuyết. Lát nữa mình bước vô chánh điện, mình thấy ở trên chánh điện không ai quét nhà, chúng ta ứng thân quét nhà. Vậy mà lát tới giờ tụng kinh không ai làm chủ lễ hết, mình mặc áo lên mình chủ lễ hướng dẫn kinh, mình ứng thân. Nhưng mà tất cả những ứng thân đó, ứng tức là mình ứng hiện làm việc khắp mọi nơi, nhưng mà không có đau khổ. Tại vì thân nào làm bằng cũng tràn trề an vui của Phật Pháp. Vậy thì ứng tận là gì? Tức là ứng thân này đã kết thúc, đã tận. Và bây giờ phải làm gì? Phải trở về cái gốc của nó. Chữ hoàn nghĩa là mình trở lại
chữ nguyên là gì? Là nguồn cội, là cái gốc. Thì bây giờ bốn cái chữ này ý muốn nói gì? Ý muốn nói rằng Đức Phật đã ứng thân ở cõi đời này đã hoàn tất rồi, bây giờ Ngài sẽ trở về với cái nguyên thủy, trở về với cái bổn nguyên thanh tịnh của Ngài, ứng tận hoàn nguyên. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha, ví dụ bây giờ Pháp Hòa có một tháng Phật sự bên Mỹ xong hết trơn rồi, cái ngày Pháp Hòa lên máy bay trở về Canada thì cái ngày đó gọi là gì? Ứng tận hoàn nguyên. Tức là bây giờ cái ứng thân của tôi ở bên nước Mỹ một tháng trời để làm Phật sự đã xong rồi, bây giờ xong là tận rồi, bây giờ tôi trở về cái gốc của tôi, cái chỗ, cái bản nguồn bổn nguyên của tôi. Quý vị hiểu được câu đó không? Vậy thì ứng tận hoàn nguyên là tất cả chúng ta ai cũng sanh trong đời này để thọ nhận một báo thân lùn cao mập ốm này. À, rồi chúng ta làm gì? Chúng ta ứng thân làm việc tất cả theo mấy chục năm mà chúng ta có được, và rồi cuối cùng chúng ta sẽ trở về với cái nguyên bổn của mình, đó là trở về với sự tĩnh lặng của mình. Pháp Hòa nói thí dụ như thật sự mà nói mình ham vui cỡ nào đi nữa, rồi có một lúc nào đó là sao? Phải tất cả đóng lại hết, trở về phòng nghỉ ngơi, trở về với cái nguyên của mình. Ví dụ mình mời khách tới nhà chơi 5-7 ngày rồi cuối cùng khách về hết, mình dọn dẹp nhà cửa, thì lúc đó mình sao? Mình trở về được với cái hoàn nguyên của mình, tại nguyên thủy mình là như vậy, yên tĩnh bình lặng như vậy. Cho nên tất cả chúng ta, không riêng về Phật, ai cũng có được cái này. Nhưng mà cái chỗ của Phật đến đi thông dâm, còn chúng ta thì đến đi trần lao khổ lụy. Đến thì hồi hộp lo, rồi khi đi cũng hồi hộp lo. Ví dụ như một đứa nhỏ nó sắp sinh, mình lo lắm, mình không biết sinh làm sao. Mà sinh ra rồi mình phải chăm sóc thế này thế kia trong ngày cho nó khôn nó lớn, rồi ăn uống tẩm bổ đủ thứ hết, rồi cuối cùng cái lúc mà nằm trên giường hấp hấp vậy, cái mình cũng nói để trời lo quá, không biết có đi bình thường không. Không, thành thử ra tại sao trong cái phẩm này, trong cái phẩm kinh này lại diễn tả Đức Phật nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi trở lại nhập tam thiền, xuất tứ thiền, nhập tứ thiền, xuất nhị thiền. Xuất là ra, nhập là vô. Xuất là entrance, và nhập là enter. Thưa đại chúng, tại Pháp Hòa không có thì giờ để mà nói kỹ từng đoạn, nhưng mà Pháp Hòa nói cái đoạn này ý muốn nói cái gì? Ý muốn nói cái chỗ tự tại, cái chỗ tự tại của Phật, cái chỗ Ngài không có bị ràng buộc. Ví dụ nha, bây giờ có vào ví dụ thôi, một cái nhỏ thôi rồi đại chúng thấy. Mình trước khi mình tới một cái chỗ nào mình chưa có khái niệm gì hết đó, tâm mình rỗng rang lắm. Khi mà mình tới đó, người ta chỉ định cho mình ở đó rồi, mình thích cái chỗ đó rồi á, ai dời mình chịu không? Không chịu, bực bội lắm. Đó, có vào ví dụ một cái chỗ đó thôi. Bây giờ mình đi ăn nhà hàng, lướt vô nhà hàng mình không biết mình sẽ ngồi đâu. Tự nhiên cái thì vô cái thì nó, cái người làm ở nói wait to be seated, và chờ để tôi mời anh ngồi. Tới hồi anh nói mấy người, bốn người, tôi có cái bàn tranh. Ồ wow, ngay cửa sổ, ngó ra thấy sông, thấy cây, thích quá. Mới vừa ngồi xuống uống được ly trà, có đứa khác nó tới nói tôi xin lỗi anh, bàn này có người đặt mà tôi quên để giấy. Nếu mà được tôi xin mời anh chỗ khác, là mình không vui rồi đó. Chưa nữa, đi tu cũng vậy thôi. Cái giường nào cố hữu của tôi là giường đó của tôi thôi. Cái phòng nào tôi ở là phòng đó thôi, tại vì phòng đó tôi quen rồi. Tôi thường đậm đó, tôi thường để đồ đó, giờ chịu không nổi. Đó, cho nên mình nhập thì dễ mà xuất thì khó.
Thì đó, cái chỗ ý muốn nói là cái chỗ xuất nhập của một Đức Như Lai nó là như vậy đó. Hiểu không? Còn mình bây giờ á, cái chỗ mà mình bị vướng bận là cái gì? Cái chỗ đó. Ngay cả cái chỗ mình tụng kinh đi đó, hồi vừa trước vô pháp tu mình chưa biết mình ngồi đâu hết, đã sắp xếp xong hết, khi mình vô đó mình ngồi cái đường cái chỗ em ngồi nhìn thầy rõ quá, nghe ngay lo rồi đó, tiện quá trời. Cái bắt đầu mình chiến rồi mình tránh nha, không chạy nước rồi cũng cái bóp, không cái bóp cũng cái giỏ, không cái giỏ cũng gì đó gọi là bùa ém. Tao phải tránh. Cái mình, cho nên ở đời chúng sanh mình á, thà đừng nhập mà lỡ nhập rồi cũng chịu xuất. Quý vị thấy cái chỗ đó của mình không? Cho nên tại sao cái phẩm này gọi là ứng tận hoàn nguyên? Mình phải nhớ là tất cả chỗ nào mình tới cũng chỉ là tạm thôi, không có cái chỗ nào vĩnh cửu của mình. Thì tại sao mình phải bám níu? Mà chính mình bám níu cho nên mình mãi mãi mình không trở về được với cái nguyên của mình. Cái nguyên của mình là tu. Có ông Phật tử tới nói trời ơi, cái chùa này cho ăn dở ẹt à, tuần rồi tôi đi tu chùa kia cho ăn ngon dữ lắm à. Vậy thì tới đây tu hãy kia, thấy không? Thành thử ra ở đời á, nhập tha đứng nhập mà lỡ nhập rồi không chịu sức. Còn Đức Phật là khác, cái người có giác ngộ, có tĩnh lặng, có thường lạc ngã tịnh, xuất ở đâu cũng được, ngồi đâu cũng được, còn đỡ hơn không có chỗ ngồi. Ăn gì cũng được, còn đỡ hơn chết đói. Có ly nước uống là mừng, còn đỡ hơn chết khát. Có cái áo tràng mặc dù nó hơi nhăn nhưng mà đỡ hơn không có áo. Cho nên cái chỗ đoạn này tại sao cứ nhắc đi nhắc lại Phật nhập cái này, Phật xuất ra kia. Chưa hết, một chút nữa nói tiếp. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, Ngài Ca Diếp không hay, tự nhiên Ngài nhìn cảnh vật thì Ngài nghĩ rằng Đức Như Lai Niết Bàn. Ngài liền vội vã đi cùng với các tăng chúng khác để về gặp Phật. Mà Ngài không dám dùng cái gì? Không dám dùng thần thông. Tại sợ bất kính với Phật. Tại sao bất kính? Tại vì Phật nằm mất đó, mình còn bay bổng trên trời. Cho nên Ngài phải đi bộ. Rồi khi mà Ngài đi bộ tới đó rồi, Ngài đi bộ tới đó rồi, hỏi Thế Tôn đâu rồi? Thế Tôn nhập quán rồi, đẩy nắp quán rồi, khóc lóc thảm thiết. Giờ Đức Phật làm gì? Duỗi chân ra. Ngài Ca Diếp thấy trời ơi, xỉu. Nhớ không? Xỉu. Xỉu xong rồi Phật thấy Ngài xỉu, Phật đâu có nở nào rút vô. Còn để yên đó. Rồi một lát Ngài tỉnh dậy rồi, Ngài thấy bắt đầu lúc đó Ngài mới quỳ xuống, Ngài hôn chân Phật, xong rồi Phật mới rút vô. Đó, cái chỗ đó cũng nói lên một lần nữa cho chúng ta, ở cái chỗ là sanh tử tương tức. Sanh không từng sanh mà tử không từng tử. Sanh tử chỉ là gì? Hoa đốm thôi. Cái chỗ Đức Phật muốn nói là nó chết cũng có chết. Nếu có chết là chỉ chết cái thân thôi. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy Phật mất rồi, cách mình hơn 2000 năm rồi, nhưng mà giáo pháp Phật còn không? Còn. Hình ảnh Phật còn không? Còn. Vậy thì Phật có chết không? À. Đó. Phật không có chết. Nói nghe ngon lành nè. Nên Phật không chết mà con chết. Cho nên cái chỗ đọc tới cái đoạn này, cái phẩm này nó hay lắm. Mà chính cái phẩm này là cái phẩm nói lên cốt lõi của sự tu hành. Cốt lõi ở cái chỗ là quý vị nhìn cái bình hoa này. Này, cái bình hoa này á, nó được gửi tới từ một Phật tử ở bên Mỹ, gửi tới để tặng pháp tu. Lúc mà mới thấy cái bình hoa nó tươi cứng cái những cái cánh lên, rồi gửi đâu từ hôm thứ tư thứ năm gì, mình để tới bữa nay là bắt đầu nó già già.
Cho nên lúc mà gửi tới nó còn tươi thì gọi là sanh trụ. Nhưng mà trong khi nó trụ là từ từ nó biến hoại, gọi là dị, dị tức là biến đổi. Rồi đến một ngày nào đó nó diệt. Nó diệt xong mình hốt nó ra, mình bỏ vô trong cái đống phân cho nó phân bón lên, nó nuôi cái hoa khác. Cho nên, nhưng mà hiện thực cái hoa này nó cũng đâu phải mới sanh đâu, nó là tiếp tục những cái hoa khác. Cũng giống như mình nè. Ví dụ bây giờ mình nói là mình mới sanh, thật sự mình đâu có mới sanh, mình là tiếp nối. Mình sống đời này là mình biểu hiện của một đời này thôi. Cho nên khi sanh thì gọi là biểu hiện, khi chết gọi là ẩn tàng. Khi mình chết gọi là mình ẩn. Mà mình ẩn thế giới này, nhưng mà có thể mình đang hiện ở thế giới khác. Cũng giống như mây. Quý vị thấy mây hồi trưa nè, tu hay quá trời, qua đó tu đến thần thông là khủng khiếp vậy đó. Bước ra đường cái là trời mưa hoa rải xuống cúng dường, gió lên rầm đến chầu, thần gió đến chầu, thần tuyết thần gì đến chầu, vừa đi vô ngày nắng rực lên. Vậy thì quý vị thấy là mây á, tụ đó mình thấy là mây phải không, một lát nữa rơi xuống làm mưa thì giờ mây nó tan rồi. Mây nó tan bây giờ nó biến, cái mây đó nó biến, nó thể hiện qua thành mưa là nước. Mà trong khi nó đang rơi về cái kêu mưa, mà hãy nó rớt vô cái này cái kêu là nước. Mà hãy mà nó vô cái bình nước mà có ràng ràng uống thơm thơm kêu nước trà. Mà nó vô bình kia mặn mặn ngọt ngọt kêu súp. Nó vô mà ngọt ngọt có giá kêu coca. Rồi uống bạn kêu cola, coca. Coca rồi cola. Cô la xong rồi cô sợ buồn cô ca. Thì như vậy quý vị thấy mây mà nó tan thì cái mây mà nó tan á, cái mây mà nó tan thì nó biến. Bây giờ mình không còn gọi mây, nhưng mà nó thành nước, mà nước thì cũng là mây. Chẳng qua là mình gọi nó thành một cái. Rồi bây giờ nước á, mà nó cái duyên lạnh nó đủ thì mình gọi là đá. Nhưng mà khi mà nó tan chất thành chất lỏng thì mình gọi là nước. Vậy thì nước với đá nó là một hay là hai? Rồi bây giờ gió nó thổi lên quý vị gọi là sóng. Nhưng mà thật ra sóng nó là gì? Nó cũng là nước, mà do có gió nó thổi lên cái lượng này mình kêu là sóng. Nhưng mà sóng với nước nó là một. Rồi bây giờ nó đánh lên cái nó thành ra bọt thì mình kêu là bọt. Nhưng mà thật bọt cũng là nước. Vậy thì nó đâu có hai. Nhưng mà tại mình thấy nín thở hỏi hoài không nói kiểu chết. Bình thường vô kêu một tiếng ngồi dậy liền, mà bữa nay sao kêu hoài không dậy kiểu chết. Mà mình ngờ vô thấy là ngắt kiểu chết ngắt. Mà đang đứng cái té cái rồng kêu chết giấc. Thì tới đây chúng cái ứng tận hoàn nguyên là mình ứng, mình đã cái duyên mình đã mãn thì mình đi. Nhưng mà mình đi là mình trở về thôi. Cho nên có một lần cũng làm một bài thơ, trong đó có bài thơ dài. Pháp Hòa đặt cái bài tựa đó là đã mấy lần. Thì trong đó còn mở đầu là mấy lần xuân đến xuân đi, mấy lần ta được gì hôm qua. Thì trong đó có hai câu cuối mà nói à thì sống để mà chơi, à thì sống để mà chơi, chết thì trở lại ra khơi về nguồn. Tức là mình sống nè, mà quý vị thấy rõ ràng mình sống, mình nói mình làm này làm kia, chứ thiệt sự nó giống như mình đang tập một cái tuồng, một cái chơi vậy đó. Tự nhiên hai đứa nó gặp nhau, cái nó thương, cái nó làm đám cưới. Nó làm đám cưới cái nó biểu vị đó ra chứng cho đám cưới, cho nó thề cho nó lại, rồi nó thề non hẹn biển, cái mấy ngày sau giận nhau chửi chí chát. Rồi cái xong rồi á, rồi nó có con, rồi nó tổ chức đầy tháng, rồi nó thôi nôi, rồi tới hồi sinh nhật nó tổ chức, rồi xong cái cuối cùng cái tới cái ngày chết cũng tổ chức luôn. Nhiều đám, đám kia kêu đám cưới, đám này đám hỏi. Thật sự ra nếu mình nhìn cho kỹ cuộc sống của mình, nó giống như mình đang làm, mình đang đóng một cái tuồng vậy đó. Rồi cái cuối cùng cái rồi sao, một cái tuồng cuối cùng ai cũng đóng hết là gì? Đó, nằm vậy đó, ứng tận hoàn nguyên.
Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng là cái phẩm kinh này ý muốn nói là khi mình chết thì không có nghĩa là hết, mà có nghĩa là mình chỉ trở về, thí dụ như đất trở về với đất, nước trở về với nước, gió lửa gì đó. Hôm rồi có một cái vị đó lên buồn phiền đủ thứ chuyện, thì sẵn ở trên bàn thờ linh đó có cái hình của một ông chủ người Mỹ đẹp trai 45 tuổi, ngủ đêm chết. Thì Pháp Hòa mới chỉ vô cái hình, Pháp Hòa mới hỏi cái vị đó, Pháp Hòa nói đạo hữu có thấy được cái vị này không? Nói dạ biết. Cao to lắm nha, đẹp trai lắm nha, chủ cả giàu có lắm nha, nhưng mà lúc mình sinh ra mình cũng nhiêu đó, mà tới hồi cuối cùng mình dành mình lấn đủ thứ hết, cho rồi cuối cùng thu gọn lại cũng nhiêu đó ra, rồi mình ở nhà cao cửa rộng, mình ở cỡ nào mình ở, nhưng mà cuối cùng vô đâu cái không, vô góc của cái tủ của cái chùa, xin chùa cho con vô góc đó. Thành thử mình nói vậy cũng nghĩa là mình bi quan, nhưng mà để cho chúng ta biết sống, biết sống là nhớ mình sống ở đây tất cả chỉ là biểu hiện. Rồi những cái biểu hiện này của mình làm sao có được Phật Pháp Tăng Niết Bàn, những biểu hiện này của mình làm sao có Niết Bàn, để rồi khi mình chấm dứt mình trở về cái nguyên thủy của mình, gọi là ứng tận hoàn nguyên, hay nói một cách khác là sanh tử tương tức. Cho nên cái chỗ mà Đức Phật thò chân ra rồi rút chân vô đó, ý muốn nói là không có bị ràng buộc. Nhưng mà thật sự á, lịch sử thật sự không có chuyện này. Nhưng mà đây là tinh thần của tư tưởng Đại Thừa, ý muốn nói sự ung dung tự tại đi đến của một vị Phật. Chứ còn không có cái việc mà gọi là tự nhiên chết là ta tới khóc quá cái đẩy chân ra. Không, lúc đó mình chạy giấc chứ mà đâu có dám. Không đâu, phải không? Nhưng mà nhớ khi mình học kinh Đại Thừa là cái tinh thần của cái tư tưởng phát triển để nắm được những cái tinh áo của giáo nghĩa để chúng ta ứng dụng, chúng ta sống. Rồi qua hai cái phẩm chế là gì? Phẩm trà tỳ, tức là phẩm hỏa táng, phải không? Rồi cuối cùng là phẩm chia xá lợi, rồi phân chia xá lợi. Vậy thì ứng tận hoàn nguyên là ứng thân của bổn sư đã viên mãn sự tiếp độ chúng sanh đã xong. Trở về với thể tánh chân thật là trở về với pháp thân. Cũng giống như Pháp Hòa hồi nãy ví dụ vậy đó, mình có làm gì làm, ví dụ ngày hôm nay ha, từ sáng sớm tới giờ mình đặt ra một lô chương trình để rồi mình chạy theo sinh hoạt những chương trình đó, rồi cuối cùng chúng ta phải làm gì? Làm gì? Phải trở về cái chỗ an tịnh của mình. Rồi Pháp Hòa xin thưa đại chúng vậy nè, tụng kinh, ngồi thiền, lại Phật, làm tất cả những nghi lễ đó cũng không ngoài một chuyện là làm cho chúng ta trở về được với cái bản chất thanh tịnh của mình. Và ai trong chúng ta cũng có cái pháp thân thanh tịnh. Pháp thân thanh tịnh là cái thân Phật Pháp bất biến, bởi vì hễ có gì có tướng thì cái đó nó phải diệt. Giống như Đức Thế Tôn của mình, Ngài sinh ra là một con người như bao nhiêu con người khác, thì cái thân con người đó cuối cùng cũng phải tan rã trả về cho tứ đại. Nhưng có một cái không có tan rã, đó là cái sự thanh tịnh an lạc của mình. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ, hôm nay quý vị về đây, quý vị tu 3 ngày, sau 3 ngày khóa tu kết thúc, quý vị cũng phải trở về với cái nguyên trụ của mình hết. Nhưng mà những cái gì mà mình gặp gỡ, nói năng hành xử ở đây, dù vui hay buồn, thì cũng nhớ là tất cả cái đó cũng chỉ là huyễn thôi. Cái quan trọng là làm sao mình có được sự bình an khi mình đến đây, và trở về mình giữ được cái bình an đó. Người kia có tốt với mình cỡ nào
thủy chung mình phải trở về nhà của mình, người đi phải cũng phải trở về với nhà của người kia. Rồi người kia có hằn học với mình, có khó khăn với mình, rồi người đó cũng về với người đó, mình cũng phải về với cái của mình. Nếu mình ôm cái người đó, cái lời nói người đó, hành xử người đó về nhà của mình, thì mình trở về nguyên bổn của mình, nhưng mà không phải với pháp thân, mà mình trở về với một cái thân tứ đại, một cái lời nói nặng nề của người đó. Cho nên á, mình biết tất cả cái câu này Phật nói nè: ta dùng mắt Phật xem khắp ba cõi sáu đạo chúng sanh, chánh báo y báo tướng đều hư vọng như hoa đốm. Tất cả y báo chánh báo đều là hư vọng như hư đốm. Ví dụ ha, ví dụ bây giờ quý vị thấy cái chùa, cái chánh điện này mình bắt đầu cất từ hồi 2010, bây giờ là 2015, là được 5 năm. Rồi bây giờ á, trong quá trình 5 năm này là nó đã bắt đầu nó hư hao số chỗ rồi đó. Rồi trong khi đó mình cái chánh điện này tạm không đủ sinh hoạt, giờ mình đang cất một cái chánh điện chính thức. Nhưng mà thật sự cho dù nó mới cỡ nào đi nữa thì nó cũng đều là huyễn thôi, vài chục năm thôi, không có lâu, phải không? Rồi cái thứ hai nữa, rồi quý vị nhìn những cái phụ thuộc này là y báo, chánh báo tức là những người ở đây, ví dụ như thầy viện chủ ở đây là chánh báo, vì chánh báo của thầy tốt cho nên những y báo của thầy nó tốt. Nhưng mà dù là chánh báo là thầy, y báo là những cái phụ thuộc của thầy, nó cũng đều là huyễn, không có thiệt. Chính bản thân thầy cũng huyễn, những gì thầy tạo ra do sự góp sức của nhiều người cũng đều là huyễn. Thấy được cái đó là mình thấy được pháp thân, thấy được cái đó là mình thấy được thật tướng của các pháp. Và khi nó trở về cho tất cả chúng ta cũng thường, ôi chuyện này thường mà, không, chuyện này là chuyện thường, thường lạc ngã tỉnh là mình có niết bàn. Cho nên thưa đại chúng là mình sống, rồi bây giờ á, những gì mà thầy tổ dạy chúng ta, giờ thầy tổ chúng ta mất hết rồi, chúng ta đang sống và thực hiện những gì mà thầy tổ dạy, theo lời Phật dạy, thì thầy tổ có mất, nhưng mà thầy tổ đâu có thật sự mất, bởi vì thầy tổ đang được tiếp nối bởi chúng ta. Thầy tổ đang được tiếp nối bởi chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta dạy lại cho các con cháu đệ tử của mình, mai mốt mình chết đi thì con cháu đệ tử mình tiếp nối tiếp. Đó, bây giờ quý vị nhìn vào những cái ví dụ, chẳng hạn hồi xưa mẹ mình dạy mình nấu chè sao, bây giờ mẹ mất mấy chục năm mà cái món chè của mẹ mình vẫn tiếp tục mình nấu, vậy thì cái pháp thân đó không có mất, cái đó không có mất. Ở hôm nay đáng lý là chúng ta học một bộ kinh Pháp Hòa đang hướng dẫn đó, nhờ bởi vì đặc biệt hôm nay là ngày kỷ niệm Phật Niết Bàn. Và lời kết cuối cùng Pháp Hòa chỉ muốn thưa là cái danh từ Phật Niết Bàn là danh từ chúng ta nói để chỉ cho cái ngày Đức Phật không còn hiện hữu ở đời này. Nhưng mà chúng ta dùng chữ chết, chữ qua đời, chữ quá vãng, chữ từ trần, những chữ đó nó thường chúng ta không dùng cho một bậc giác ngộ như Phật. Cho nên chúng ta dùng một cái từ đẹp hơn trong Phật giáo, đó là chúng ta nói là Phật nhập Niết Bàn. Nhưng mà thật sự ra Phật có bao giờ rời Niết Bàn đâu, bởi vì Niết Bàn là một trạng thái bình an mà, thì Phật lúc nào cũng ở trong trạng thái đó. Nhưng mà chúng ta nói một danh từ đó để diễn tả được, để nói lên cái ý nghĩa là chúng ta muốn nói Đức Phật không còn hiện hữu ở đời, thì chúng ta gọi là Phật Niết Bàn. Chứ thật sự ra Phật không bao giờ rời Niết Bàn, phải đợi tới ngày hôm nay mới nhập, phải không? Phật lúc nào cũng sống trong Niết Bàn. Cho nên đó, trong phẩm mới nói xuất thiền này nhập thiền kia. Rồi tại sao nói là Phật các vị muốn khiêng mà khiêng không được á, rồi quanh cái kim quang của Phật bay trên hư không, rồi bay vòng vòng. Tại sao nói như vậy? Bởi vì
mình bị cái tướng là có quan tài có người chết rồi mới khiêng, phải không? Mà hãy có khiêng là có gì? Có khiêng là có nặng, phải không? Như Lai là người không cần khiêng vác gì hết. Muốn đi đâu đi, muốn trụ đâu trụ. Bởi vì Như Lai là gì? Như như bất động, gọi là như Lai là tùy duyên mọi việc. Mọi việc có đến như thế nào, lòng mình cũng như. Ba bà nói cái này ví dụ thôi chứ không phải chê. À, hồi chiều ai cũng ra đi thiền hành là dở nha. Mình ví dụ thôi. Ví dụ bây giờ mình khỏe trong người nè, không sợ bệnh, cho nên hồi trưa này có gió một chút, có tuyết một chút không sao. Tại sao? Tại vì mình khỏe. Thì mình khỏe cũng giống như là mình đã được cái bản chất của Như Lai vậy. Còn người không khỏe ra sợ gió sợ bệnh thì cũng như thế. Cái người có bệnh mới sợ gió, còn người khỏe thì không sợ gió, cũng như thế. Chúng ta nếu có Phật pháp là chúng ta sẽ có phương pháp. Mà có phương pháp thì cuộc đời như thế nào mình cũng vẫn như vậy. Cho nên Lai là hoàn cảnh xung quanh thay đổi, như là tâm mình không biến đổi. Người sống như vậy gọi là Như Lai. Thôi thì mình tạm dừng ở đây. Và Pháp Hòa xin chia sẻ đại ý của ba phẩm cuối này. Vì Pháp Hòa không phải là giảng kinh Niết Bàn, cho nên mình không có đi vào chi tiết từng đoạn được, chỉ tóm lược mỗi phẩm thôi. Thì hai phẩm cuối thì chỉ diễn tả những cái cảnh chia xá lợi thôi ha. Cái phẩm chia xá lợi là quý vị có nhớ cái đoạn là ông qua xà thế không? Ông qua xà thế thì sao? Qua xà thế nằm chim bao. Chim bao thấy gì? Ông nằm mộng thấy mặt trăng rớt. Mặt trăng từ trên trời rớt xuống đất, mặt trời từ dưới đất mọc lên. Rồi gì nữa? Các ngôi sao rơi rớt khắp nơi, hơi khói từ đất bay lên. Bảy sao chổi hiện ra trên trời, lửa lớn cháy khắp hư không, rồi đồng thời xa xuống đất. Khi tỉnh giấc, lòng vua kinh sợ, triệu các quan đến để hỏi. Các quan tâu rằng đây là điềm Đức Phật nhập Niết Bàn. Sau khi Đức Phật diệt độ lục đạo chúng sanh, phiền não nổi dậy, nên nhà vua thấy lửa to cháy từ hư không xa xuống đất. Đúng không? Nguyệt ái từ quan của Phật đều tắt mất, nên nhà vua thấy mặt trăng lặn. Giờ đâu thấy Phật nữa. Cho nên Ngài Huyền Trang á, lúc mà Ngài đi đến chỗ mà Đức Phật Niết Bàn á, thì Ngài cảm động quá, Ngài nói lên bốn câu. Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật tịch diệt. Áo não thử thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Dịch là Phật tại thế thời con trầm luân, nay được thân người Phật diệt độ, buồn thương thân phận nhiều nghiệp chướng, bao giờ chiêm ngưỡng được kim thân. Ngài Huyền Trang khi đến đó không thấy được Phật, cho nên Ngài nói như vậy. Bây giờ nguyệt ái từ quan của Phật đều tắt mất, nên nhà vua thấy mặt trăng lặn. Tám muôn luật nghi tất cả giới pháp, chúng sanh không còn tuân hành mà theo tà pháp, đọa nơi địa ngục. Nên nhà vua thấy các ngôi sao xa xuống. Tam đồ ác đạo hiện khắp thế gian, nghĩa là chúng sanh bị khổ như ánh nắng gay gắt nóng bức. Nên nhà vua thấy mặt trời từ đất mọc lên. Đó là nói lại những cái cảnh. Chờ hôm trước á, có bà thư đại chúng, tại sao mình chiêm bao? Chiêm bao có 5 trường hợp. Do quá khứ mình bị một cái gì đó đời này nó còn lưu lại, nó gặp lại. Do nghiệp, do quỷ thần, hay do các vị hộ pháp thiện thần nhắc nhở. Cho nên ví dụ như bình thường gặp một cái cảnh xấu mà gặp hoài, gặp cung một cảnh đó mà thường gặp. Ví dụ gặp cảnh cháy nhà là mình biết đời trước đó có thể là mình đã từng bị khủng hoảng bởi một trận cháy nhà. Cho nên cái đó nó in sâu vào trong cái tàn thức của mình. Giờ đi tái sinh trở lại kiếp này mà cái đó nó không mất.
Thôi thì mình dừng ở đây. Thầy Pháp Hòa xin thưa đại chúng mấy việc như vậy để cho đại chúng khi đọc kinh đó mình hiểu thêm chút xíu để mình thích thú khi mình tụng kinh. Mong đại chúng an vui và nghỉ khỏe. Ngày mai chúng ta sẽ thức dậy lúc 5 giờ để chúng ta chuẩn bị 6 giờ ngồi thiền, và sau đó chúng ta sẽ tụng sám hối. A Di Đà Phật. Đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên.